Tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2022, nữ mạng theo sao hạn. Quảng Tòng xin kính chào quý anh chị em. Thì sau khi làm về lá số tử vi của tuổi Thìn trong năm 2022 làm ăn được không? Thì hôm nay Quảng Tòng xin được làm về tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2022, nữ mạng theo sao hạn. Thì kính thưa quý anh chị em, về trước tiên tuổi Mậu Thìn có thông tin chi tiết là chúng ta sinh năm 1988 và tuổi âm lịch là 35 tuổi, mệnh ngũ hành của chúng ta đó là mệnh Đại Lâm Mộc. Tuy nhiên trong năm 2022 thì chúng ta có sao chiếu mệnh là sao Thái Bạch và hạn là gặp hạn Thiên La. Xét về cái phương diện tử vi chọn đời thì của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng thì bản mệnh gặp rất là nhiều cái vất vả trong cuộc sống ở tuổi trẻ và đặc biệt là trung vận. Chúng ta cũng gặp nhiều cái khó khăn, những cái vất vả trong cái con đường sự nghiệp và tiền bạc. Tuy nhiên về con đường hậu vận của chúng ta thì sẽ là tươi sáng và đạt được nhiều thành tích trong cái hậu vận. Trong năm 2022 thì tuổi Mậu Thìn nữ mạng xét theo phương diện thiên can, địa chi và ngũ hành. Thì xét về phương diện thiên can thì tuổi Mậu gặp năm nhâm là bình thường. Công việc thì cứ theo lề lối cũ mà làm, ổn định, tiền bạc thì cũng đủ chi tiêu, không quá dư dả. Xét về phương diện địa chi thì tuổi Thìn gặp năm Dần là bình hòa. Công việc làm ăn thì cũng không có nhiều thay đổi. Tiền bạc thu chi thì cũng cần cân đối, kiếm được nhiều nhưng nên chi tiêu cũng nhiều. Xét về phương diện ngũ hành thì Mậu Thìn là mệnh mộc, gặp năm kim là bị khắc chế. Do đó tư tưởng cũng có nhiều cái sự thay đổi, dễ bất mãn đến thực tại, rồi sinh ra cái tâm tính nóng nảy khó kiểm soát. Do đó mà công việc cũng làm ăn nó gặp trục trặc, tự thân lo liệu và ít nhờ được cái người khác. Về phương diện thiên can và địa chi ngũ hành thì chúng ta có thể tạm kết luận là trong năm 2022 thì tuổi Mậu Thìn không có gặp phải quá nhiều biến động. Thì tuổi Mậu Thìn thì cũng cần phải nhắc nhở bản thân mình hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, chớ vì cái công việc mà lặp đi lặp lại mà thành chủ quan và bất mãn, tiền bạc thì cũng đủ chi tiêu. Tuy nhiên thì tuổi Mậu Thìn cũng cần phải cân nhắc cái lý trí cũng để tránh chạy theo những cái hào nhoáng rồi dẫn đến cái sự thiếu hụt trong cuộc sống. Trong năm 2022 thì tuổi Mậu Thìn nữ mạng có sao chiếu mệnh là sao Thái Bạch. Thì Thái Bạch sao ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài. Tháng năm là tháng ách tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an. Sao Thái Bạch là một cái khắc tinh của tiền bạc, mà dân gian có câu nói là Thái Bạch thì quét sạch cửa nhà. Do đó đối với năm mà gặp sao Thái Bạch thì tuổi Mậu Thìn của chúng ta cần phải lưu ý là công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng đến cái chuyện quan sự giấy tờ. Xấu nhất là vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch, và kỵ là kỵ màu trắng quanh năm. Trong năm 2022 thì nữ mạng của chúng ta gặp hạn là hạn Thiên La. Thiên La hạn ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Thiên La hạn phải lao đao, dẫu khỏi tật bệnh, họa trao phải phòng. Thì hạn Thiên La thì chủ về bị kẻ xấu phá phách, cản trở chuyện làm ăn và tình cảm gia đình. Ngoài ra nó cũng khiến cho tuổi Mậu Thìn nữ mạng của chúng ta cũng dễ bị đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc. Bệnh này đều do cái sự mà âm tà âm khí mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc. Do đó chúng ta cũng nên chú ý. Như vậy xét về phương diện sao hạn trong năm 2022 nữ mạng thì tuổi Mậu Thìn nữ mạng thì chúng ta phải cần chú ý nhiều đến chuyện làm ăn kinh doanh, đề phòng có cái kẻ tiểu nhân quấy phá, cả tin dẫn đến có thể là trắng tay. Chúng ta nên tập trung làm tốt cái công việc của mình, rồi chúng ta sẽ có những cái ổn định trong vấn đề tiền bạc. Không nên vội vàng dấn thân vào những lĩnh vực mà chúng ta còn chưa có quen thuộc. Ngoài ra năm nay thì tuổi Mậu Thìn nữ mạng cũng có sức khỏe được suy giảm. Do đó bản mệnh cũng cần phải chú ý chăm sóc để kẻo mà tốn tiền tốn bạc. Trong năm 2022 thì theo vận hạn của tuổi Mậu Thìn nữ mạng thì chúng ta năm 2022 chúng ta không có phạm thái tuế. Tuy nhiên tuổi Mậu Thìn nữ mạng thì cũng lại phạm cái hạn tam tai, và tuổi Thân Tý Thìn gặp hạn tam tai là Dần Mão Thìn. Rồi tuổi Mậu Thìn trong năm 2022 chúng ta cũng phạm về kim lâu, tức là về phương diện mà cưới hỏi thì chúng ta nên cân nhắc có thể dời qua các năm khác hoặc là lựa chọn những cái ngày tháng tốt để chúng ta bổ cứu. Thì trong năm 2022 thì tuổi Mậu Thìn là không có phạm hoang ốc, cho nên chúng ta có thể
nghiên cứu để mà chúng ta có thể sửa nhà, xây nhà và mua nhà, làm những công việc quan trọng. Tuy nhiên, trong đặc biệt là do tuổi Thìn đang hạn tam tai, cho nên chúng ta cũng cố gắng nhờ thầy hoặc là những cái vị cao tăng, để chúng ta nhờ các vị ấy để chúng ta lựa chọn những ngày tốt để chúng ta khởi sự những công việc quan trọng, để tránh đi những cái điều không hay, những điều không tốt xảy ra đối với chúng ta. Như vậy, kính thưa quý anh chị em, thì Quảng Tòng đã xem xong cho tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2022 nữ mạng theo sao hạn. Nếu quý anh chị em có điều gì thắc mắc, xin vui lòng comment, đặt câu hỏi và nhớ bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em trong những video tiếp theo.